Bắt đầu tập sen tay. Đổi bên. Thôi xoay cổ. Rồi. Nghiêng hai bên. Cú trước sau. Thôi, vung tay. Vung lên. Thôi, vâng ngang. Thôi, bước rồng chân. Thôi, xoay hông. Thank you.
Đổi bên. Thôi. Xoay gối. Đào ra. Thôi, trùng chân. Thôi, đổi bên. Thôi, căng cơ. Nghiêng trái. Đổi bên. Thôi. Rồi. Thôi. Đẩy lên.
Đàn tay vươn. Căng vai. Rồi. Thôi, cầm tay. Đổi bên. Thôi, bước dòng chân. Nghiêng trái. Đổi bên. Thôi.
Không trái. Ở bên thôi sao cho anh đèo không ở bên tôi rồi.
Thôi rồi. Rồi. Thôi, vần người. Tôi bên. Rồi. Thôi. Đều của chân. Đổi bên. Nghiêng cạnh. Đổi bên.
Thôi, mời cô chú ngồi xuống. Xoay người về bên trái. Đè hông. Hai tay đặt lên đầu gối trái. Duỗi thẳng mũi bàn chân sau ra. Cố gắng nhé. Dùng hai tay đấy, giữ thật ổn định. Ở cái tư thế này cái trụ rất là quan trọng. Cái trụ là do cái đầu gối chân sau đấy. Nếu như cái đầu gối chân phải của các chú để không giữa thảm của nửa thảm bên phải thì rất là dễ mất cân bằng. Nó cứ chẹo chạo đấy. Khớp cổ chân trái này, đầu gối và mũi chân phải. Mình sử dụng đôi tay hơi đổ về trước hoặc ngả về sau để cân cái lực đè lên mặt sau đùi, mặt đùi của chân sau đấy. Thật là hợp lý. Đây là một động tác cũng khá là khó. Vừa phải kéo giãn mặt trên đùi, vừa phải giữ thăng bằng. Chính vì vậy khả năng mà thu sự tập trung của mình vào trong là không có dễ dàng gì. Các cái ổ khớp của mình dao động rất là mạnh. Đặc biệt là khớp cổ chân trái. Hướng sự chú ý của mình này vào xung quanh ổ khớp chân trái, đầu gối và mũi bàn chân phải. Càng chặt chẽ, càng ổn định, càng tốt. Thế đè gối này. Dựng bàn chân phải lên, chống tay xuống, dựng bàn chân phải lên. Với dài hai tay về trước, duỗi thẳng chân trái. Duỗi thẳng đầu gối chân trái nhé. Ở động tác này nó chỉ có cảm giác là đau thôi. Đau hơi chối chối, tức tức, nhói. Đó là cái cảm giác kéo giãn cả dây thần kinh của mình. Đồng thời cái cơ khoeo ở dưới gối đấy, thường là người trung và cao tuổi thì cái sợi cơ ấy nó khô đi rồi, cái chức năng đàn hồi của nó kém đi. Thì các cái vấn đề liên quan đến sức khỏe của ổ khớp gối sẽ phát sinh. Việc của mình là cố gắng kéo giãn nó ra. Trong quá trình kéo giãn thì một số tế bào bị kéo giãn, bị làm rách, bị tổn thương, nhưng mình phải chọn được cái lực kéo thật là hợp lý. Thì nó giống như người ta bắn laser làm mới ra mặt đấy. Quá trình kéo giãn sẽ tạo ra cái cơ hội cơ thể mình sẽ phát sinh ra những tế bào mới để thay thế những cái tế bào cũ yếu, không mạnh khỏe. Trong tư thế này nếu như mình quá cứng ấy, thì cũng đừng quá dồn ép, kéo căng quyết liệt quá. Thế trường tấn, tay chống về đúng vị trí, nâng chân sau lên thế trường tấn, chống hai bàn tay xuống. Tay chống đúng vị trí, chống đúng hàng vạch ấy. Không tí là một loạt các động tác sẽ sai hết. Ức bàn tay ở trên, sát mép trên của cái hàng vạch ngắn. Chống bừa là một lát sau nó sẽ sai một loạt. Cố gắng vào tư thế là thật nhanh chóng, thật ổn định.
Các cô chú cố gắng lắng nghe cách thực hiện động tác trước. Thì thông qua cách lắng nghe, cách thực hiện động tác, bắt đầu mình sẽ sắp xếp và ghi nhớ. Càng tập lâu dài mình càng di chuyển gọn gàng và nhanh chóng. Cứ không có động tác thừa thì trông có vẻ rất là chậm rãi nhưng lại rất là nhanh. Chị Lan hạ thấp mông xuống. Chị Lan hạ thấp cái mông xuống khoảng 15 cm. Ước lượng đi, hạ thấp cái bụng mình xuống. Chị Yến cũng sai rất nhiều lần, hạ thấp cái bụng xuống 10 cm nữa. Đây là một động tác trông thì đơn giản nhưng rất là khó. Tại vì các cái ổ khớp chính của phần thân sau dao động rất là mạnh. Đặc biệt là khớp gối và khớp háng chân phải. Mình không thể kiểm soát nó, không thể khóa chặt nó. Thế góc xoay người này, để nguyên thân cố định nhá. Giơ tay trái, xoay người nhìn theo chân trái, nhìn thẳng lên trên. Đừng du người đi đâu cả. Thân trên của mình, toàn bộ thân trên vẫn ở giữa thảm. Xoay thật căng cái cổ, nhìn theo tay trái. Phần cổ bên trái là phần chúng ta cần phải chăm sóc một cách gọi là thật sự tập trung, quan tâm. Bởi đại đa số mọi người đều hỏng phía bên trái cổ, sau đó mới dẫn tới đau vai gáy. Quá trình này sẽ lộ rõ, rất là rõ, tầm khoảng trên 40 tuổi một chút, kể cả nam và nữ. Chị Hải cố gắng nâng cao lồng ngực lên, hướng sự chú ý vào cái khớp vai phải, đẩy cao người lên. Tiếp tục chống tay trái xuống thảm, bước lùi chân trái về sau thấy con rắn. Bước thứ nhất đặt hướng chuẩn, bước thứ hai theo luôn là đủ luôn. Cô Thìn bước thứ nhất này là cái chân trái đặt đúng vị trí, còn chân phải nó chạch rồi thì chân phải nó sẽ theo một cái là xong. Vẫn sai. Tất cả những người mà chiều cao dưới 1m7 thì bao giờ hai chân cũng đè lên hàng vạch ngắn ở phía sau cái thảm. Nó có hai hàng vạch ấy, một hàng vạch ngắn, một hàng vạch dài. Mình chống quá khoảng 10 cm về sau nó sẽ không có lực để trụ, nó mất hết trụ mà. Đùi không chạm sàn. Trong trường hợp quá yếu mình không xử lý được thì cứ tập theo sức của mình. Có những động tác thay thế tương tự, chỉ là cái cường độ vận động nó thấp hơn thôi. Lưu ý tập trung sức vào ổ khớp vai. Dùng cái đầu cơ, tất cả cơ bắp của đầu khớp vai đấy, đẩy cao toàn thân lên. Nếu không tập luyện thì nó chai ì, nó nì đi. Càng để lâu càng yếu, càng hài lòng với nó thì sẽ càng yếu. Dù có xoa bóp tốt, có ăn uống thức ăn bổ dưỡng cũng không giải quyết một vấn đề gì cả. Từ từ hướng sự chú ý vào xung quanh rốn, siết chặt bụng. Chậm rãi nâng người lên, chân duỗi thẳng lên. Chị Hải chân duỗi thẳng, đừng dùng gối, cứ thế đè về thôi, nên đè về. Cứ thế thẳng thôi, đừng thả lỏng gối nữa. Đừng tạo ra động tác thừa. Rất nhiều người trông có vẻ di chuyển rất là nhanh, linh hoạt, nhưng quá nhiều động tác thừa.
Còn những người làm rất là chậm nhưng lại trông rất là nhanh, tại vì người ta đã cắt hết tất cả những động tác thừa đấy rồi. Hướng sự chú ý của mình vào trong cuộc sống, trong từng đốt xương sống, có cảm giác như dùng sức ở đầu khớp vai đấy. Dùng tất cả cái sức ở trong ổ khớp vai, kéo tách toàn thân, giãn toàn thân về phía sau của mình, là về phía mông đấy. Ý chí sức khỏe của mình có hay không là phụ thuộc rất nhiều vào cái sự khả năng mà thu năm giác quan vào trong cơ thể. Hướng sự chú ý vào ổ khớp vai, tách giãn cái ổ khớp vai về phía mông. Càng giãn được nhiều thì càng tốt. Tất cả các vấn đề liên quan đến đau vai gáy đều là do dính cái ổ khớp vai đó. Chậm rãi duỗi thẳng người ra, bước chân phải lên thế đè hông, không tới thì nấn hoặc nhấc chân đặt lên. Chị Yến lại thừa rồi, lùi chân trái về sau 10 cm. Các cô chú lại lưu ý lại nhé, chỉ cần nhớ này, cái bàn tay thì luôn luôn đặt mép trên của cái hàng vạch ngắn, không bao giờ xê dịch. Và mũi chân khi bước lên thì luôn luôn ở dưới cái mép của hàng vạch ngắn đó. Và chân nếu như bước về sau thì luôn luôn đặt đè lên cái hàng vạch ngắn. Thì một loạt các động tác từ đầu đến cuối nó sẽ đúng hết. Khi di chuyển mỗi chân mỗi tay thì luôn luôn ở giữa một bên thảm. Mình cảm giác như mình sắp xếp vào đầu luôn, là cái quá trình bước đặt nên nó phải ở đấy. Thì mình sẽ không mất nhiều thời gian vào cái việc chỉnh hình động tác nữa. Chỉ cần khởi động được tất cả những ổ khớp chính, là khớp háng, khớp vai, toàn bộ cột sống, khớp gối, khớp trỏ, cổ tay và cổ chân, thì theo công thức ấy, nếu như mình khởi động được nó, kích hoạt được nó về đúng vị trí thì mình sẽ khỏe hơn người bình thường tầm 4 đến 6 lần. Nhưng hầu hết là người trung và cao tuổi, hầu hết ấy, là ít có cái cơ hội tập luyện, rèn luyện để nâng cấp các ổ khớp đó lên. Chính vì vậy càng ngày nó càng khô, càng cứng lại, càng lão hóa đi. Chống hai tay xuống thảm, dựng bàn chân trái lên, dựng chắc chắn, dựng đúng về hàng vạch luôn. Dựng bàn chân trái lên, thế đè gối. Cô Thìn hạ gối xuống, mình tập hai bên giống nhau. Quên là chuyện bình thường, không sao cả. Sau khi vào tư thế thì chỉ cần cố gắng ước lượng cái lực đè thật là khéo, phải thực sự khéo đấy. Mọi người hay nghe ở đâu đó TV, báo đài này, hay là sách nói rất nhiều về cái sự tập trung mà thả lỏng. Tập trung nhưng lại thả lỏng.
cái trạng thái tinh thần này ứng dụng vào bất kỳ việc gì đều đem lại cái kết quả cực kỳ cao. Có nghĩa là thu tất cả những giác quan của mình vào trong cơ thể thì đó là tập trung. Nhưng thả lỏng có nghĩa là toàn bộ các cơ bắp, cơ khớp không phục vụ vào cái việc sắp tới thì phải thả lỏng. Cụ thể ở tư thế này, có rất nhiều cơ bắp không hoạt động, không cần hoạt động để phục vụ cho tư thế này, thì thả lỏng nó ra, thì toàn bộ cái sức chú ý của mình nó sẽ có cơ hội tập trung triệt để vào những thứ, những vị trí, những chỗ cần làm việc. Có nghĩa là không lãng phí năng lượng và sức chỉ đạo của hệ thần kinh, dẫn tới mình sẽ sinh được một công hoàn hảo nhất, nhiều nhất. Trạng thái này có thể ứng dụng vào gần như bất cứ điều gì. Có rất nhiều dạng trí thông minh. Giáo dục trẻ thể chất là một dạng trí thông minh đã được khoa học chứng minh rồi và công nhận rồi. Nếu như mình có phương pháp tập luyện rèn luyện đúng phương pháp thì chính xác mình không phải là thông minh hướng ngoại mà là thông minh trong cơ thể của mình, vận hành cơ thể của mình, tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm khấu hao của cơ thể, cũng như tự sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp cơ thể của mình theo cái mong muốn của mình. Bình tĩnh, thế trường tấn, tay chống đúng vị trí. Nếu như trong trường hợp chân sau thiếu thì phải nhấc lên luôn, nhấc cũng phát đặt lên luôn. Cố gắng đổ toàn bộ trọng tâm thân về bên trước, hai tay vào một chân là để nhấc một chân một phát, cố gắng đặt chuẩn luôn. Vị trí luôn luôn ở bên thảm của nó, chân trái thì luôn luôn ở vị trí bên trái thảm, chân phải cũng vậy. Các cái đốt sống cổ của mình ấy, cố gắng tạo ra một thói quen là nếu như không có việc gì thì đừng dao động. Các cô chú quan sát thấy tất cả những người ngồi thiền hoặc tập trung làm một việc gì đó, dù ở bất kỳ đạo gì, đạo Thiên Chúa, đạo Phật hay các đạo khác, họ đều di chuyển cái đầu rất là ít. Bởi khi chúng ta di chuyển các đốt sống cổ thì toàn bộ cái tư duy, cái suy nghĩ ở cái đầu nó sẽ đứt, không truyền tải được thông tin tới các bộ phận khác. Toàn bộ các bộ phận khác nó sẽ mất sự chỉ đạo luôn. Ở cái tư thế này, thường những người khó tập trung ấy là sẽ dao động rất mạnh cái khớp gối của chân sau, dẫn tới khớp háng của chân sau cũng lủng lẳng ở trong cái ổ cối. Bình tĩnh, chậm rãi, thế xoay người này, giơ tay phải lên, nhìn theo tay phải. Các cô chú có cảm nhận đấy, từ hôm mình tập đấy, có thể mình sẽ khỏe lên, nhưng các ổ khớp của mình có khi mình đang cảm thấy nó yếu đi đấy, nó đau om 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 ấy. Thì có nghĩa là đang có những tổn thương rất nhỏ trong các ổ khớp. Nếu như mình cố gắng duy trì được thì ổ khớp của mình sẽ có cơ hội nâng cấp. Còn nếu như mình muốn nó khỏi nhanh hơn hoặc nâng cấp nhanh hơn thì khi về mình sẽ sử dụng nhiều cái loại thực phẩm bổ sung, bổ dưỡng cho cái ổ khớp. Cụ thể có thể là glucosamine hoặc các cái chất ăn uống bổ dưỡng cho các ổ khớp, đặc biệt là khớp gối và khớp cổ chân. Có nhiều người không trụ được trong quá trình nâng cấp các ổ khớp của mình lên. Đau quá mình không trụ được, mình nghỉ vài hôm để cho nó lành, thì mấy hôm sau đi tập lại nó lại tổn thương một chút. Cái sự tổn thương này không phải là để làm hỏng cơ thể của mình, mà là chỉ là
để kích thích. Bình tĩnh, chống tay xuống, bước lùi chân phải thế anh hùng quỳ, ước lượng nhá. Đầu gối đặt giữa thảm hai bước xong luôn. Đầu gối chân phải đặt giữa thảm, chân trái kéo lên. Chú Đông hơi cúi đầu xuống. Cô Thìn hơi cúi đầu xuống. Chị Huyền chỉnh thẳng cái đầu lên, đừng nghiêng sang bên trái. Ở tư thế này là một trong những tư thế giúp chúng ta dễ dàng thu giác quan vào trong nhất. Cho dù là người lớn tuổi hay trẻ nhỏ, bất kỳ ai có đủ năng lực thu được năm giác quan vào trong, tự nhiên mình sẽ đột phá thông minh hơn người bình thường một chút. Thậm chí là rất nhiều lần. Cụ thể ở đây là thông minh thông qua quá trình vận động. Bà ngoại có thói quen cứ ngồi, bà nội có thói quen cứ ngồi yên tĩnh thì lại xoa tay, làm ồn người xung quanh. Đấy là cái thói quen không tốt trong cái thời điểm này. Đặc biệt là các cháu nhỏ, các con nhỏ đó, dịp hè là các bố mẹ, ông bà hay thi thoảng cho đi tập khóa tu hoặc là các khóa quân sự. Mục đích của đi tập các khóa tu cuối cùng chỉ là để thu năm giác quan vào trong thôi. Còn khi đi tập các trại hè quân đội là họ dạy cho mình cái chích nít, các cái gạch đầu dòng. Thật thoải mái, ngồi nghiêng người sang trái, thế căng duỗi duỗi hai chân về trước, thoải mái thẳng lưng, hít vào vươn lên, trải dài người về trước, úp lòng bàn chân xuống, úp thật chặt lòng bàn chân xuống. Quặp cả các đầu ngón chân xuống. Chị Lan quặp đầu ngón chân xuống. Trong một thời gian tập, từ hôm đầu mình quay video đến giờ, từ bài 1 cho đến bây giờ, các cô chú có thể sử dụng một cái test kiểm tra nữa. Giả thiết cho các con trẻ đấy, đội nhỏ đấy, vào dịp hè này, cho các con tập, thì cứ con nào không tập trung được, có nghĩa là dao động cơ thể rất là mạnh, thì thường là khả năng tập trung rất là kém. Mà khả năng tập trung kém thì học tập cũng kém. Cái công sức mình bỏ ra rất là nhiều và công sức các con bỏ ra rất là nhiều, nhưng cái lợi ích đạt lại thì không nhiều. Quãng thời gian bỏ ra đi học giống nhau hết, nhưng có đứa thì đạt hiệu quả nhiều, có đứa thì đạt hiệu quả ít, là do cái khả năng tập trung kém. Những cái kỹ năng này tập luyện được không hề khó, chỉ cần có phương pháp, đúng phương pháp. Đơn giản nhất, chỉ cần thả lỏng xung quanh bụng rốn, thả lỏng vai gáy, gương mặt, nhắm mắt, cúi đầu xuống, đếm theo cái tốc độ của nhịp hít thở,
là toàn bộ năm giác quan của mình sẽ thu vào trong. Đến một cái ngưỡng nhất định thì ngay cả khi mình mở mắt mà mình đang thực hiện những việc đó thì mắt mình cũng còn không nhìn thấy hình ảnh ở phía trước nữa. Có nghĩa là thị giác của mình là thu vào trong người mình hoàn toàn, mặc dù mắt đang mở. Cũng giống như một số người, người ta đang nghĩ về điều gì đó mà mắt người ta đang mở đấy, mình đứng cạnh người ta cũng không nhìn thấy. Thậm chí mình vung tay trước mặt thì lúc đấy người ta mới giật mình ra. Từ từ buông lỏng, thoải mái nhổm dậy. Thế vặn người, co hai chân, cố gắng vặn đủ luôn nhá, bình tĩnh. Cái động tác này có một loạt các technique. Bước 1, đặt tay về sau, đừng nhìn xuống dưới, chị Yến ngẩng cái đầu lên. Bước 2, đưa tay dựng tay, dựng cái tay lên, chị Huyền dựng thẳng cái tay lên, chị Hải dựng thẳng hẳn cái tay lên để sửa một lần thôi. Dựng thẳng, mình nhìn vào tay của mình này, dựng thẳng chống vuông góc mặt thảm với tất cả các hướng. Bước 3, hạ tay xoay đầu vặn người. Trẻ con mà những các con mà học toán ấy, nó thông minh hơn những người bình thường vì nó học toán giỏi. Không phải vì nó học toán giỏi mà nó biết được để thực hiện được một bài toán ấy cần có bao nhiêu bước. Thầy lấy ví dụ để các cô tưởng tượng cho nó nhanh thôi nhé, cho hình dung ra vấn đề cho nhanh để mình ứng dụng vào cái việc mình tập nó dễ dàng hơn, hiệu quả hơn. Ví dụ 1 cộng với 1 bằng 2 thì có 5 bước trong cái quy trình một phép tính đó. Bước thứ nhất ta cần số 1, bước thứ hai ta cần có dấu cộng, bước thứ ba ta lại cần một số 1 nữa, bước thứ tư là cần có dấu bằng, và bước cuối cùng là ra số 2. Thì làm được một phép tính đơn giản đấy gồm 5 bước. Thì nếu như chúng ta nhớ được cái quy trình đấy, quy trình đấy gọi là quy trình technique. Trong yoga cũng vậy, có từng bước một. Cứ nắm được công thức sử dụng từng bước là tự động sẽ vận hành được bài tập, phép thở, hướng sự tập trung vào trong. Và khi thực hiện được một thời gian dài thì nó hình thành một cái thói quen tốt. Có nghĩa là tất cả những thói quen xấu bỏ, tất cả những cử chỉ động tác thừa bỏ. Chị Yến có thói quen là tập bất kỳ động tác gì cũng nhìn xuống dưới đất. Bà ngoại có thói quen là tập bất kỳ động tác gì ngón chân cứ vẩy 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 vẩy, cứ động đậy. Từ từ buông lỏng, xoay người lại, hai tay đặt lên đầu gối. Bước 1, chống tay phải về sau. Bước 2, đưa người dựng tay trái, đầu vẫn nhìn về trước. Bước 3, vặn người hạ tay xoay đầu. Vào động tác với kịch khóa luôn. Dùng cái suy nghĩ của mình, cảm xúc của mình, giác quan của mình, khóa các cái ổ khớp khi nó đã đạt cái yêu cầu lại. Khóa tất cả các cái bó cơ khi đã đạt yêu cầu lại. Còn trong trường hợp mình chưa đủ để đồng bộ tất cả các thứ cùng một lúc, càng ngày sẽ càng khéo, khéo đến ngưỡng mà mình còn cảm thấy là không có bất kỳ một dao động nào. Thậm chí mình còn nghe thấy cả cái tiếng con run nó bò trong người mình. Mình nhạy cảm đến mức độ vậy. Nghe thấy tiếng tim mình đập, thậm chí là nghe thấy cả tiếng máu mình chảy. Sự tập trung của mình nó đến ngưỡng mà rất 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 tập trung. Ban đầu chỉ là cắt tất cả những động tác thừa bằng cách theo đúng từng bước một. Bước tiếp theo, thu năm giác quan vào trong. Bước cuối cùng là bước cực kỳ quan trọng. Làm sao phải kiểm soát được cái lực vặn, lực xoắn
tăng từ từ, giảm từ từ, để kích hoạt triệt để tất cả và đồng bộ tất cả cơ thể mình lên. Ví dụ cụ thể ở động tác này, nó giống như cái xe máy của mình đang chạy với 50 km/h, thì tất cả các bộ phận đều có sức khỏe để có thể phục vụ cái tốc độ 50 km/h đó. Trong quá trình tập luyện mình sẽ thấy có rất nhiều cái bó cơ, nó giống như cái kiểu như là giống như một cái tổ chức có người làm và người phá thối đấy. Để mà vặn như thế này, mình sẽ thấy là cái thằng khớp vai trái nó rất là nỗ lực để làm việc, nhưng cái phần bụng ấy nó cản trở, nó không làm, nó không những không hỗ trợ cái cơ thể của mình làm cái việc này mà nó còn cản trở, không cho mình vặn xoắn theo ý của mình. Mình còn cảm thấy bất lực ở đấy. Cột sống thì không được tác động, làm cho mình cảm thấy hơi ức chế. Mình đang muốn hướng suy nghĩ vào cột sống mà, để cột sống được làm việc, được chăm sóc, nhưng do thằng cơ bụng nó hãm lại, nó làm cái sự căng thẳng và ức chế của mình, thậm chí còn cảm thấy hơi bực, hơi cáu một chút. Mình muốn vặn thêm vào sâu để tác động tới. Khớp vai phải thì lại không hỗ trợ gì được nhiều, cảm giác như nó hơi lười. Còn toàn bộ hai chi của bên dưới, mình cảm thấy khó điều khiển. Trong khi đó đốt sống cổ thì làm mình mệt mỏi. Thì thông qua các tư thế động tác, mình phải ước lượng, định lượng được xem. Có rất nhiều người tìm đến những phương pháp tập luyện khác nhau để đạt được hiệu quả, nhưng cũng đều phải đi theo một công thức cứng như vậy. Từ từ buông lỏng, xoay lại, hai tay đặt lên đầu gối, co hai chân thế ngồi khoanh chân, tay phải đặt đè lên tay trái, thả lỏng vai. Cố gắng nhá, đơn giản thoải mái thôi. Ở bất kỳ một tín ngưỡng nào hay là cái cách tập trung, sự tập trung nào, mình chỉ cần giúp người ta thu năm giác quan vào trong cơ thể, sau đó quan sát cái hơi thở của mình bằng cách đếm. Sau khi duy trì được cái tốc độ của hơi thở thông qua việc đếm, thì cuối cùng chúng ta sẽ không đếm nữa, mà chỉ là quan sát hơi thở đi ra đi vào, để bớt thêm một động tác thừa là sử dụng miệng đếm hoặc sử dụng suy nghĩ để đếm. Đấy chính là cách quan sát hơi thở. Hơi thở càng đều đặn thì cái dòng suy nghĩ đưa vào trong mình nó không bị đứt đoạn. Nó giống như dòng nước ấy, cứ róc rách chảy khắp cơ thể của mình, vòng quanh cơ thể của mình. Thì đấy chính là thiền. Và nếu như mình giúp được ai đó thiền được, thì tự động họ sẽ yêu quý họ, họ sẽ chăm sóc cơ thể của họ bằng cách họ phát hiện ra những cái tổn thương hoặc những chỗ khỏe quá làm ảnh hưởng tới những chỗ yếu, hoặc những chỗ lười không làm việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn đội, toàn bộ cơ thể. Ở tư thế này, hầu hết mọi người đều cảm thấy những cơn đau của xương. Đó là sự mỏi ê, có thể là ê khớp háng, cổ chân, gối, toàn bộ cột sống thắt lưng, vai và gáy. Cố gắng này, càng cảm nhận thấy cơn đau nhiều bao nhiêu thì cơ thể càng phục hồi bấy nhiêu. Đây là công thức của khoa học, không phải do thầy nghĩ chế tạo ra. Đơn giản là những người mà càng đau với tinh thần bao nhiêu, họ càng gào thét lên bao nhiêu, thì họ càng hồi phục nhanh bấy nhiêu. Và những người càng cảm nhận thấy cơn đau thể chất bao nhiêu,
thì cơ thể tự động sẽ phát hiện ra và chữa lành nhanh bấy nhiêu. Do trong cuộc sống chúng ta có quá nhiều nỗi lo, quá nhiều các công việc lặt vặt hàng ngày, nó làm cho mình không còn cái suy nghĩ được nữa, không còn cảm thấy cái điều gì nữa. Đến khi mình cảm thực sự cảm nhận thấy thì cơn đau nó đã quá lớn rồi, lớn đến ngưỡng mà không có thời gian phục hồi kịp. Tại vì cơn đau nhỏ thì phục hồi rất là nhanh, tổn thương lớn thì phục hồi rất là chậm. Có những tổn thương, đặc biệt là những tổn thương vào cơ tạng, là cơ quan nội tạng trong người đấy, để phục hồi được thì phải mất đến hàng năm rồi. Mà cơ quan nội tạng thì nó lại không ăn thức ăn, nó lại ăn những cái vi chất, đặc biệt là những thực phẩm chức năng. Chính vì vậy là có thực phẩm cho xương, thực phẩm cho tim, cho phổi, cho gan, cho thận. Nếu như trong trường hợp mình không có điều kiện sử dụng các thực phẩm đó thì mình buộc phải học những cái kiến thức để tự chế tạo ra những thực phẩm đó. Thức ăn hàng ngày chỉ là giúp mình duy trì năng lượng, vận hành sống. Còn thức ăn mà bổ dưỡng cho các bộ phận trong cơ thể thì mình phải học cái cách chế tạo ra nó. Mà những bổ dưỡng, thức ăn bổ dưỡng để kích hoạt và chăm sóc được các cơ tạng thường thì ít nhất là phải từ 3 đến 6 tháng mình mới cảm nhận đến sự thay đổi. Ví dụ cụ thể như đợt dịch vừa rồi, kể cả những ai đó đang khỏi Covid rồi nhưng chức năng của phổi thì phải mất 1 năm sau mới có thể trở về trạng thái bình thường. Đây là thực tế ở tất cả các lớp, có những nhiều anh nam giới rất là khỏe mạnh, nhưng sau đợt dịch vừa rồi đến tháng thứ 2, tháng thứ 3 rồi, phổi, đường thở mới trở về trạng thái được khoảng 40% trạng thái tốt nhất trước khi bị nhiễm Covid. Chính vì vậy các cô, các chú có sử dụng thực phẩm chức năng đi nữa thì cũng không thể hồi ngay được. Chỉ có thuốc cảm thôi, thuốc giảm đau, hạ sốt thì mới có tác dụng ngay sau khoảng 15, 20 phút. 30 phút là mình cảm nhận rất là rõ rệt rồi. Còn thuốc kháng sinh để dùng trị liệu thì cũng phải mất đến 3 ngày mình mới cảm nhận cái điều đấy. Và tất cả những thứ liên quan đến thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho cơ quan nội tạng thì ai có khỏe vô địch, hấp thụ được một cách vô địch thì cũng phải mất đến 3 tháng mới cảm nhận cái điều đấy. Thì các cô chú ghi nhớ nhé, chỉ có thuốc cảm mới có tác dụng ngay, kháng sinh 3 ngày, tất cả các loại thực phẩm, thức ăn bổ dưỡng phải mất tối thiểu 3 tháng, trừ một số loại thực phẩm đặc biệt như sâm hoặc đông trùng hạ thảo thì mới có tác dụng nhanh hơn. Chăm sóc cơ thể mất rất nhiều thời gian và công phu để hiểu được cơ thể mình cần gì, muốn gì thì buộc phải ngồi thiền. Thôi, thoải mái xoa hai tay vào nhau. Buổi tập hôm nay rất là chất lượng.